Dạ con xin lãnh lễ sư, con thấy bên Phật giáo Nguyên Thủy có hút thuốc. Con thắc mắc là như vậy các vị có được tính là phạm giới không ạ sư? Con không có ý chê trách nhưng con thắc mắc là như vậy có phạm giới không? Vì con đọc giới luật của Chư Tăng không thấy có ghi rõ việc này. Đôi lúc bạn con hỏi nhưng con cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu như mà quý vị muốn dùng giới để nói á, thì phải đem bốn cái y cứ pháp ra nói. Mà xin thưa là nếu quý vị đem bốn y cứ pháp ra nói là các vị hút thuốc là các vị đó không có nói được gì hết trơn. Là như thế nào? Điều gì chưa được Đức Thế Tôn ngăn cấm nhưng xét nó nghịch với kinh và trái với luật thì không được làm. Điều gì mà chưa được Đức Thế Tôn ngăn cấm nhưng xét là nó thuận với kinh và thuận với luật thì mới được làm. Điều gì Đức Thế Tôn chưa cho phép mà thấy nó nghịch với kinh và trái với luật thì không được làm. Điều gì Đức Thế Tôn chưa cho phép mà thấy nó thuận với kinh và thuận với luật thì được làm. Nhớ như vậy. Cho nên á, cái chuyện hút thuốc mà xét với bốn y cứ pháp này thì sư khẳng định là nó trái với kinh và trái với luật. Nếu như chúng ta xét á, cái chuyện đó đưa vào thời kỳ của Phật, các vị tỷ kheo á, đưa lên trình với Phật thì Đức Phật sẽ tán thán hay ngài khiển trách. Ngài sẽ cho phép hay ngài không cho phép. Thì như vậy rõ ràng là Đức Thế Tôn ngài sẽ cấm đó. Như vậy có nghĩa là nó trái với kinh và trái với luật thì không nên làm. Cho nên á, ngay cả sư nói, ngay cả dù cho là một vị trưởng lão thì sư vẫn nói là cái này không có nên. Nhưng mà đương nhiên cái chuyện đó là chuyện của các vị đó. Các vị đó làm được hay không làm được, các vị đó tự ý thức về điều đó. Thành ra là sư cũng không có cần thiết cái kiểu như là tung hê lên để mà làm ầm ĩ, không cần thiết. Tự các vị đó biết. Mình đúng mình sai tự các vị đó biết. Cái nghiệp á, thì nó tự nó vận hành thôi. Cho nên á, dù cho mình có dùng muôn vàn lời lẽ để mình biện minh cho cái chuyện của mình, mình có thắng được những biện luận đó đi chăng nữa thì cái nghiệp nó vẫn đeo đuổi mình. Mình có thể lý luận thắng người khác mà mình không thể lý luận thắng được nghiệp. Cho nên là bản thân sư thì sư không đồng ý việc đó. Cho nên là các chú giới tử ở đây thì sư cũng nói thẳng là sau này quý vị tu lên lòng sư cũng vậy. Nếu mà muốn hút thuốc thì đi kiếm chỗ khác tu, chứ ở đây là sư không có cho hút thuốc. Còn các vị khác mà về đây thì sư cũng thỉnh ý cũng hòa thượng, thì hòa thượng cũng cũng hoan hỷ. Cho nên là bây giờ ở trong chùa thì cũng cấm cái bản no smoking đó. Thì cho nên là thỉnh các ngài thôi thì hoan hỷ ráng nhịn đi. Còn các ngài muốn hút thì thôi về chú xứ của mình, các ngài muốn làm gì đó làm. Rồi sư qua câu hỏi tiếp theo.